Xin chào mừng quý vị đang đến với bản tin cà phê Sài Gòn ngày 25 tháng 2 năm 2017. Trong phần đầu của bản tin kỳ này, Minh Vy xin gửi đến quý vị những thông tin nổi bật ngay sau đây. Bộ Công Thương lập đoàn thanh tra xác minh thông tin doanh nghiệp phải tốn không dưới 20.000 đô la để xin giấy phép xuất khẩu gạo. Các hãng taxi truyền thống kiến nghị tăng thuế với Grab, Uber. Lãnh đạo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết không khuyến khích phát triển nhà ở xã hội 100 triệu đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, liên quan đến thông tin phản ánh từ doanh nghiệp về việc xin giấy phép xuất khẩu gạo phải tốn không dưới 20.000 đô la, Bộ Công Thương vừa thành lập đoàn thanh tra để xác minh thông tin này. Đoàn thanh tra do Thứ trưởng Trần Quốc Khánh dẫn đầu, làm việc với các đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan nhằm xác minh thông tin trên. Trước đó, tại tòa đàm, định hướng về đề xuất sửa đổi Nghị định 109 về kinh doanh xuất khẩu gạo diễn ra mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Ngô Văn Nam, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn ADC đề xuất bãi bỏ nghị định 109 vì cho rằng những điều kiện được quy định đã lỗi thời, gây lãng phí và khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu gạo. Ông cho biết, mỗi lần xin giấy phép xuất khẩu gạo thì công ty phải chi vài chục ngàn đô la Mỹ. Tuy nhiên, khi ban tổ chức đặt vấn đề khoản tiền này sử dụng vào từng công việc cụ thể nào và cho ai, thì ông Nam không tiết lộ vì lý do nhạy cảm. Trước đó, đầu tháng 1 2017, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng đã ký quyết định bỏ quy hoạch thương nhân xuất khẩu gạo và thành lập nhóm soạn thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều về điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo để báo cáo chính phủ trong quý II. Động thái này được các doanh nghiệp đánh giá tích cực trong bối cảnh xuất khẩu gạo Việt Nam đang gặp khó khăn, sản lượng sụt giảm. Vừa qua tại hội thảo đổi mới quản lý hoạt động taxi bình đẳng trong kinh doanh và quyền lợi khách hàng, lãnh đạo các hiệp hội taxi Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị các xe Grab và Uber hoạt động tại Hà Nội phải được quản lý như taxi truyền thống. Theo hiệp hội taxi Hà Nội, taxi truyền thống thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế phí, trong khi Uber và Grab không phải chịu nhiều chi phí nên tự do làm giá khiến taxi truyền thống không cạnh tranh nổi. Đại diện hiệp hội taxi Thành phố Hồ Chí Minh cũng phản ánh cách tính thuế Grab, Uber hiện nay khá thấp so với thuế mà taxi truyền thống phải chịu. Cụ thể, trong khi Uber Grab chịu 3% thuế giá trị gia tăng trên doanh thu được hưởng, taxi truyền thống phải chịu 10% thuế giá trị gia tăng, 20% thu nhập doanh nghiệp. Các hiệp hội taxi kiến nghị các xe Grab và Uber phải được quản lý như taxi truyền thống và đề nghị tạm dừng hoạt động của đề án thí điểm Grab và Uber để đánh giá ảnh hưởng của loại hình vận tải này. Bộ chính sách thuế thuộc Bộ Tài chính cho biết, mô hình Uber là liên doanh liên kết, chia sẻ doanh thu, doanh thu của ai người đó có trách nhiệm nộp thuế, doanh nghiệp nộp thuế pháp nhân, cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đại diện Bộ chính sách thuế cũng cho biết nếu quản lý được số km xe, đầu xe thì có thể thu thuế của lái xe kinh doanh với Uber. ở góc độ khác, đại diện VCCI cho rằng thực tế hoạt động của Uber và Grab tại Việt Nam cho thấy chi phí quản lý của doanh nghiệp taxi quá đắt đỏ. do vậy các đơn vị taxi truyền thống cần phải thay đổi cách quản lý. Thưa quý vị, sáng ngày 24 tháng 2, Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công gói thầu XL01 thi công tuyến cống bao kênh Nhiêu Lộc thị nghè thuộc dự án vệ sinh môi trường thành phố giai đoạn 2. Gói thầu này do nhà thầu Italian Thai Development Public Company Limited của Thái Lan thi công với tổng giá trị gói thầu khoảng 85 triệu đô la Mỹ, thời gian thi công là 36 tháng. Dự án vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2 gồm hai hạng mục chính, trong đó hạng mục thứ nhất thi công tuyến cống bao với chiều dài khoảng 8 km nhằm chuyển nước thải từ lưu vực Như Lộc Thị Nghè và quận 2 tới khu vực nhà máy xử lý nước thải ở phường Thành Mỹ Lợi, quận 2. Hạng mục thứ hai là xây dựng nhà máy xử lý nước thải Như Lộc Thị Nghè trên diện tích hơn 38 hecta tại phường Thành Mỹ Lợi với công suất 480.000 m 3 một ngày. Toàn bộ dự án có tổng vốn đầu tư 524 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 11.000 tỷ đồng, trong đó vốn vay của ngân hàng thế giới là 450 triệu đô la Mỹ, số tiền còn lại là vốn đối ứng của thành phố. Dự án do ban quản lý đầu tư dự án vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Dự kiến sau khi hoàn thành giai đoạn 2, hệ thống thu gom xử lý nước thải cho toàn bộ lưu vực Nhiêu Lộc Thị Nghè và quận 2 sẽ được hoàn chỉnh, giúp giảm ô nhiễm trên các kênh rạch của thành phố do nước thải sinh hoạt đổ ra. Sở xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không khuyến khích phát triển nhà ở xã hội giá rẻ khoảng 100 triệu đồng cho người thu nhập thấp như mô hình của tỉnh Bình Dương đang làm hiện nay. Đây là thông tin được ông Trần Trọng Tuấn, giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đưa ra trong buổi họp báo định kỳ quý 1 năm 2017 tổ chức mới đây. Theo ông Trần Trọng Tuấn, giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố hoàn toàn có thể làm được nhà ở giá rẻ với chi phí khoảng 100 triệu đồng như Bình Dương nếu đáp ứng đủ ba điều kiện: không mất chi phí về đất như chi phí giải phóng mặt bằng, tiền sử dụng đất trong chi phí đầu tư, không tính chi phí đầu tư hạ tầng và diện tích nhà ở là 25 m2 để có giá bán khoảng 4 triệu đồng mỗi m2. Ông Tuấn cho hay, qua khảo sát hiện thì thành phố Hồ Chí Minh có hai khu vực có thể phát triển nhà ở giá rẻ. Tuy nhiên theo quan điểm của ông thì việc phát triển nhà ở xã hội giá rẻ nên gắn với các khu chế xuất, khu công nghiệp để loại nhà này đáp ứng được nhu cầu của phần lớn công nhân, lao động nhập cư và nếu nhà ở giá rẻ phát triển ồ ạt sẽ phá vỡ kết cấu quy hoạch dân cư, gây sức ép lên hạ tầng đô thị của thành phố. Theo quan điểm tôi á mình chỉ làm nhà ở trăm triệu chiều ở nó gắn với cái khu công nghiệp khu chế xuất nơi tập trung đông của nhà nhưng điều quan trọng là vấn đề không phải là nhà 100 triệu điều quan trọng mà chúng ta tiếp cận để lý giải vấn đề này là làm thế nào để có nhà ở giá rẻ cho người thu nhập thấp phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội phù hợp với điều kiện mức sống của người dân ở từng địa phương Chứ không phải nói Bình Dương làm nhà 100 triệu, cái thành phố mình cũng làm nhà 100 điều kiện khác nhau. Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, trong điều kiện hiện nay thì dù nhà ở cho người thu nhập thấp hay nhà thương mại đều là thị trường và giá bán nhà ở xã hội dưới 1 tỷ đồng là chấp nhận được. Nhà ở xã hội cũng là thị trường với nhiều đối tượng nên có nhiều mức giá để người dân lựa chọn, chẳng hạn như 900 triệu, 700 triệu, 500 triệu hoặc 300 triệu đồng mỗi căn ông trần trọng tuấn khẳng định hiện đã có một số doanh nghiệp ở thành phố kiên trì mục tiêu xây dựng loại nhà này và nếu từ đơn vị thiết kế đơn vị cung cấp vật tư nhà thầu mỗi doanh nghiệp mỗi dịch vụ mỗi hoạt động đều được kéo giảm giá xuống ở mức có thể chấp nhận được thì giá nhà sẽ giảm đi nhờ đó hàng nghìn người thu nhập thấp sẽ có nhà ở Thưa quý vị, trong chương mục mỗi ngày một con số kỳ này thì chúng tôi muốn đề cập đến con số 1.700. Đây là số công trình xây dựng sai phạm bị thanh tra xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt trong năm qua. Đây là số liệu được Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh công bố cũng trong buổi họp báo định kỳ mới đây. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2016, đơn vị này đã kiểm tra gần 115.000 lượt công trình và phát hiện gần 3.000 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, tăng 40% trường hợp so với năm ngoái. Cụ thể có 1.395 trường hợp xây dựng không phép tập trung ở các địa bàn huyện Bình Chánh, quận 12, quận Thủ Đức. 956 trường hợp xây dựng trái phép và vi phạm trong hoạt động xây dựng là 555 trường hợp. Chánh thanh tra sở xây dựng đã ban hành 1.665 quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền là 16,4 tỷ đồng, 51 quyết định khắc phục hậu quả với số tiền là 31 tỷ đồng và 494 quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Theo ông Trần Trọng Tuấn, giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2017, Sở quyết tâm đảm bảo tất cả các công trình xây dựng đều phải được kiểm tra và nếu phát hiện vi phạm, Sở sẽ kiên quyết xử lý theo quy định. Thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức nổi bật trong nước. Ở phần tiếp theo, Minh Vi xin mời quý vị cùng theo dõi một số thông tin đáng chú ý tại thị trường châu Á. Giới trẻ đảng cầm quyền Malaysia yêu cầu chính phủ xem xét lại mối quan hệ với Triều Tiên. Thượng nghị sĩ Philippines bị bắt vì cáo buộc nhận hối lộ từ tội phạm ma túy.